Huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng hai cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia trong đội hình xuất phát là Bùi Hoàng Việt Anh và Lý Công Hoàng Anh. Đội tuyển U23 Việt Nam cũng thay đổi sơ đồ đội hình sang 4-2-3-1. Dù kiểm soát thế trận, nhưng thực tế U23 Việt Nam cũng không tạo ra được quá nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng bàn thắng lại bất ngờ đến ở cuối hiệp 1 khi chúng ta được hưởng quả phạt đền và Lê Văn Đô đã dứt điểm thành công để mở tỷ số. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam thử nghiệm nhiều cái tên mới và cũng trở về với sơ đồ 5-3-2 quen thuộc. Lập tức, Văn Đạt với một tình huống đột phá và dứt điểm tung nóc lưới đối thủ đã nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó không lâu, cũng chính Văn Đạt với một tình huống dứt điểm gần như tương tự đã hoàn tất cú đúp bàn thắng để nâng cách biệt lên thành 3 bàn. U23 Kyrgyzstan cũng có một số cơ hội nhưng không thể tận dụng được và trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về U23 Việt Nam. Một trận đấu mà lối chơi của U23 Việt Nam chưa quá khởi sắc, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thêm những thử nghiệm cho vòng loại U23 châu Á sắp tới.